là con cái phải xem. Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán và nhu cầu làm đẹp của các em phụ nữ thì ngày càng tăng cao, đặc biệt là về mái tóc. Ngày hôm nay Hoa Phạm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ làm tóc đẹp, uy tín và đặc biệt là giá cả rất là phải chăng. Hãy đi cùng Hoa Phạm nhé. Chị lâu lắm mới gặp chị, em chị. Và hôm nay địa chỉ salon tóc mà Hoa Phạm muốn giới thiệu đến các bạn chính là Lily Hair Salon. Và ngồi ngay bên cạnh Hoa Phạm là nhà tạo mẫu tóc Lương Đức Quân, chủ của Lily Hair Salon tóc. Xin chào bạn Quân. Chào chị. Xin chào tất cả mọi người. Quân ơi, thì cách đây 6 tháng thì mình đã làm tóc ở đây và cảm thấy rất là ưng ý về đến sự chuyên nghiệp và chăm sóc tư vấn của các bạn ở salon mình. Bây giờ thì cũng đã gần Tết rồi và mình cũng muốn thay đổi một chút về mái tóc để có một cái hình thức khác, đổi mới hơn. Thì bạn có thể tư vấn một chút cho mình không? Chị xem kiểm tra tóc của chị một lát nhé. Kiểm tra thì tóc của chị hiện tại cái sóng ngày xưa em muốn vẫn còn rất là đẹp, thì theo em thì bây giờ chị chỉ cần nhuộm lại màu tóc và bồng chân tóc của chị khá là sáng. Em nhuộm lại chị tạo và phục hồi lại tóc mềm và nhuộm. Vậy với mái tóc dài như của chị như này thì nhuộm lại màu ấy, thì là giá cả sẽ như thế nào? Hiện tại bên em có 3 dòng sản phẩm về uốn nhuộm. Thì như tóc của chị thì bên em cũng đang khuyến mại tất cả về tóc ngắn, và bạn chỉ là lấy 450.000 dịch vụ nhuộm và sẽ tặng phục hồi một lần phục hồi cho chất, tức là phục hồi để tái tạo lại cái kết sợi tóc. Thế là ngoài 450.000 sẽ không mất thêm bất cứ một chi phí nào nữa? Dạ đúng rồi. Và cái phục hồi đó mình cũng được miễn phí đúng không? Vâng, đúng rồi. Sẽ tặng một lần phục hồi nữa. Là tuyệt vời thật các bạn. Chỉ với 450.000 chúng ta có thể làm mới được màu nhuộm tóc và lại được tặng thêm cả gói phục hồi nữa. Vậy thì các bạn xem, khán giả xem video thì có được ưu đãi khuyến mại gì không nhỉ? Gói ưu đãi này tất nhiên là chỉ dành riêng cho chị Hoa thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ dành 50 suất khuyến mại cho chị em nào chia sẻ video này và tăng thêm 3 bạn nữ vào trong video nhé. Gói khuyến mại combo uốn nhuộm cộng phục hồi với giá gốc là 1.200.000, nay chỉ còn 450.000. Thay mặt cho chị em phụ nữ xin được cảm ơn bạn Quân. Và Quân có thể làm tóc luôn cho chị được không? Dạ được chị. Em mời chị vào trong em kiểm tra lại tóc và em sẽ nhuộm màu cho chị. I faced all that life has thrown with an armor made of stone. The highest highs, the deepest lows, and it never broke me. Is there another you somewhere? Is there another you somewhere? Is there another you somewhere out there? Is there another? Các bạn, sau quá trình được chăm sóc và phục hồi cũng như nhuộm màu tóc mới thì mình cảm thấy rất là ưng ý và hài lòng.
Đặc biệt là mình cảm thấy rất là hài lòng về phong cách phục vụ cũng như là thái độ tư vấn nhiệt tình của các nhân viên Lily. Các bạn hãy đến với Lily 386 đường Trần Cơ để trải nghiệm và mang về cho mình một diện mạo tươi trẻ và sơn nhất.